Webu.shop.net, shop bác tự động 100%, các vòng quay quân huy tỷ lệ nổ hũ cực cao, nick Free Fire, nick liên quân giá thấp nhất thị trường. Truy cập ngay Webu.shop.net, link ở dưới phần mô tả nha anh em. Những minh chứng khẳng định đô đốc kém xa Tứ Hoàng. Hello, xin chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với hạm đội mũ gòn rong biển xăm soi. Chúc mọi người có một ngày học tập và làm việc thật suôn sẻ nhá. Với những diễn biến quá khó đỡ gần đây liên quan đến xanh tóc đỏ, nào là dọa bỏ lục, chém cô ra đủ, thì cộng đồng fan Wa One Piece đã tạm ngưng cuộc chiến giữa Zoro, Sanji, mà thay vào đó là Tứ Hoàng với Đồ Đốc. Và mình đến đây là để chấm dứt cuộc chiến này, với tư cách một fan trung lập, chỉ nhìn vào màn thể hiện trong truyện, không vì yêu thích mà thăng bốc. Nice. Hôm nay, mời anh em cùng mình đến với những lý do khẳng định trình độ Tứ Hoàng là hoàn toàn ao trình và gọi Đồ Đốc là DBRR. Cảnh báo rằng, video này có thể gây khó chịu cho các fan Đồ Đốc, nhưng mình mong rằng anh em hãy nhìn nhận với tư cách trung lập nhất, xem mình nói đúng hay không nha. Trước khi bắt đầu, ai là fan của Tứ Hoàng ấn like và comment số 1, fan Đô Đốc subscribe và bình luận số 2. Riêng fan Oda, fan Luffy và viewer Trần Chính kênh Xăm Soi vừa like vừa sub kèm comment bất cứ thứ gì khác nha. Không long vòng con còng nữa, get go thôi nào. Màn thể hiện ở Marineford. Hai năm trước, ở nhà máy Donut Marineford, hải tặc dầu trắng đã bị thất bại trước hải quân và chấm dứt cuộc đời vĩ đại của ông. Cũng từ đó, một vài thằng bạn mình nói rằng Đô Đốc mạnh hơn Tứ Hoàng vì có thấy Akainu, Aokiji hay Kizaru bị thương gì đâu. Mình thì thuộc dạng người không thích tranh luận nên chỉ cười nhẹ và tối đó giúp nhà nó sáng nhất khu phố. Cái này gọi là mọi sự ngu dốt đều phải trả giá đấy anh em ạ. Nếu nói tổng bộ hải quân mạnh hơn một băng Tứ Hoàng, mình tán thành hai tay ba chân luôn vì nó rõ như ban ngày. Nhưng nếu so Đô Đốc với Tứ Hoàng thì khác à nha. Năm ấy dâu trắng bệnh đến nỗi được hàng chục em y tá xinh tươi phục vụ mà chẳng làm được gì. Thử mà con khỏe mạnh như người đàn ông họ Lê nào đấy xem, nó lại khác ngay. À mình đùa thôi nha. Ý mình là dâu trắng khi ấy không những thể lực giảm sút nhiều so với lúc còn trẻ, cơ thể dễ bị tổn thương hơn, mà còn chả dùng được con bài tẩy của các Tứ Hoàng, Haki Bá Vương. Thậm chí đến mức đó mà hải quân còn chuyên tâm đến nỗi phải dở cho hèn hạ tặng ông thêm một nhát kiếm xuyên người. Lưu ý rằng dâu trắng không trâu bò như Kaido nên nhát ấy gần như giảm 20% sức mạnh của ông. Mình thử hỏi anh em, nếu một Đô Đốc mạnh hơn một Tứ Hoàng, vậy tại sao ba Đô Đốc lại ngán một Tứ Hoàng bệnh tật? Đi sâu hơn vào trận chiến, dâu trắng gần như áp đảo bất cứ đợt va chạm nào với ba vị Đô Đốc. Những lần ông bị thương vì tia laser hay dung nham rơi đều là khi ông đang lo lắng cho Ace và các con mình mà bị phân tâm. Đặc biệt nhất vào lúc Ace tắt thở, cơn thịnh nộ của dầu trắng cũng áp đảo hoàn toàn Akainu. Nói không hoa, chỉ với một nửa sức mạnh thời đỉnh cao, bố già đã khiến chó đỏ tuyệt vọng như mấy cô gái trong phim hành động Nhật Bản mà không ngừng kêu lên Yamete Kudasai. Thậm chí nếu dầu đen không xuất hiện, mình còn chẳng biết Akainu có dám bò lên gặp dầu trắng không ấy chứ. Ở diễn biến cuối cùng, khi Sanji đến nơi và dương kiếm khiêu chiến, dù các hải quân cũng như ba Đô Đốc đều đang muốn truy sát hải tặc đến không còn mảnh giáp. Nhưng anh em có thấy Akainu dám làm cái gì không? Có chăng là Kizaru và Kuzan do đứng xa xanh nên mới tự tin bung lụa mà thôi. Hay trước khi trận chiến bắt đầu, Gap cũng nói với thuộc hạ rằng hãy tránh chọc giận Rayleigh vì hải quân không muốn phải đối đầu với hai huyền thoại. Dù vô bóng tối không phải là Tứ Hoàng nhưng cứ tạm cho là tầm cỡ đó đi anh em. Vậy chẳng phải Gap đang nói dù ba Đô Đốc cùng với ông và Sengoku cũng chưa áp đảo nổi hai Tứ Hoàng hay sao? Đấy là hai Tứ Hoàng già cả, còn chưa kể đến người đỉnh cao sức mạnh đấy. Vậy những điều trên là ở thời điểm 2 năm trước, còn ở hiện tại thì sao? Đô Đốc có tuổi so với Tứ Hoàng thì đại mới hay không, lại tiếp tục là tuổi con ngăn con. Đến ngay với phần sau nhá. Sự thay đổi của hải quân. Bắt đầu từ sau time skip, trình độ của Akainu mình chắc chắn đã vượt lên trên Đô Đốc và đạt ngưỡng Tứ Hoàng, nên anh em đừng đem chó đỏ gộp lại mà nói với chính hắn của 2 năm trước nữa nhá. Kizaru thì chưa được làm rõ, nhưng mình tin là cũng có phát triển. Riêng hai Đô Đốc mới, dù chả biết có mạnh hơn Kuzan hay không, nhưng mình khẳng định là chắc chắn xứng giành vị thế Đô Đốc và chả thua kém gì so với những người đồng cấp của 2 năm về trước cả. Vậy màn thể hiện của các Đô Đốc này ra sao? Nhiều người cho rằng đang diện hề, nhưng mình lại thấy chẳng qua là do anh em đang bị ám ảnh sức mạnh Đô Đốc hành băng mũ rơm 2 năm trước thôi. Hiện giờ trình độ của họ vẫn vậy, chẳng qua là Luffy cùng các nhân vật khác đã mạnh lên đến mức Tứ Hoàng. Cùng đi làm rõ hơn nha. Fred Rosa và Đảo Bánh, tính chất bắc cầu so sánh Fujitora với Tứ Hoàng. Ở Dressrosa, Fujitora là vị Đô Đốc mới được debut. Ông có tâm tính khá tốt, nhưng sức mạnh thì phải nói là cực bá. Đến Doflamingo cũng công nhận Hổ Tím là một con quái vật. Tuy nhiên anh em hãy nhìn vào thái độ của Joker đi.
Khi nhắc đến Kaido hay Big Mom thì hắn run như một con chim, tìm đủ mọi cách để giải quyết. Còn với Fujitora thì sao? Còn đòi solo Coco ấy chứ? Mình tin rằng nếu chiến nhau thì chắc chắn ta sẽ có món hồng hạc trên bờ thôi. Nhưng nó đã nói lên một điều rằng Joker sợ Tư Hoàng hơn Đô Đốc rất rất nhiều. Trực tiếp hơn, ta có thể kể đến những lần hổ tím xuất chiều với Luffy hay Zoro. Dù năng lực Juicy rất mạnh và tỏ ra áp đảo, nhưng ông cũng khó lòng đánh bại hai thanh niên này một cách nhanh chóng. Lưu ý là khi ấy Luffy chưa hề biết bật Gear 4, thậm chí là một nhát chém của Zoro còn khiến ông bất ngờ ngơ ngác. Còn các Tứ Hoàng thì sao? Luffy Gear 4 cực mạnh, bị Big Mom đấm cho hai nhát, xì hơi, bay mất dép. Bị Kaido quật bất tỉnh nhân sự 6 ngày 6 đêm. Zoro thì phải level up kiếm, rồi Haki các kiểu thì mới đứng đầu được với Kaido. Trình độ chênh lệch quá rõ rồi chứ còn gì nữa anh em. Còn Dobu nào mà nói Fujitora khi ấy không đánh hết sức thì thôi, mình chịu, nói vậy thì thua. Bạn là nhất, nhất bạn rồi. Tứ Hoàng với Ryokugyu. Tiếp theo ta sẽ đến Ryokugyu. Về sức mạnh, hẳn mình không cần nói rồi đúng không nào? Lô ra thần rừng, phản bội Akainu các kiểu, nhưng rồi màn trình diễn thì sao? Thì ngầu đấy, nhưng mà là ngầu cái bồn cầu, chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu thế mà thôi. Đầu tiên phải kể đến việc ông cần hai Okanban dễ dàng. Từ đó, nhiều bạn nói rằng Aramaki sẽ làm được điều tương tự với Zoro và Sanji. Nhưng mình hỏi anh em này, King và Queen vừa trải qua một trận chiến với thương tích chí mạng, thì dù có doan cổ đại đi nữa, liệu có phục hồi hoàn toàn hay không? Chưa kể, nếu hai tên này bị giam giữ bởi quân đồng minh, thì liệu Momo có ngu ngốc đến nỗi không dùng đá biển hay không? Đương nhiên là không rồi. Công bằng mà nói, mình vẫn tin là Đô Đốc mạnh hơn cấp chỉ huy khá khá, nhưng việc cân hai dễ dàng như thế thì còn lâu. Tiếp theo là khi đối đầu với Yamato, ăn một quật đã rên rỉ các kiểu, trong khi cô chỉ học được khoảng một nửa của cha mình. Dù sau đó đã cần hết, nhưng không biết là anh em có để ý rằng Yamato nghe lời Momo và gần như không hề phản kháng. Cho đến khi sanh cập bến, chỉ cần một cú chưởng mắt đã khiến Bò Lục run rẩy đứng hình mất 5 giây và cụp đuôi bỏ trốn. Cái này không gọi là sợ hãi thì là gì hả anh em? Chưa kể một vài chi tiết khác như là nếu Kaido còn cai trị, ta sẽ không đến nữa. Cũng phải thôi, đến gây chuyện có khi ăn một lôi ồ bạt quái, mặt trắng dã thì lại báo đời báo đốm nữa. Tuy nhiên, mình cũng phải có lời khen cho Bò Lục về sự thông minh của hắn. Rén chiếc Kaido và xanh nhưng lại một thân một mình tiến đến Hoa Đồ để đối đầu với một thế lực mạnh hơn cả hai Tứ Hoàng. Oh my god, thật sự là hạch não anh em ạ. Không lẽ hắn nghĩ Luffy thắng Kaido là do ăn may, Tứ Hoàng bách thú té cầu thang hay sao? Bó tay thật. Ra mà lúc đấy xanh đừng tức giận để Bò Lục tự đặt thiềm xíu, đến khi Luffy cùng ba con quái vật của mình chạy đến thì thôi, có mà trở thành bò khô gác bếp Tây Bắc 500k trên 1kg luôn đấy chứ. Xanh với Kizaru. Khi mình làm video này thì vẫn chưa được xem One Piece phim Red. Tuy nhiên, theo một vài nguồn tin cho hay, Kizaru đã thất bại đưa tay xin hàng chỉ sau hai đường kiếm của Xanh. Chả biết là thật hay giả, nhưng cứ tạm tin là vậy đi anh em nha. Nhiều người vẫn không dám thừa nhận điều đó và cho rằng đây chỉ là do ngoại truyện. Nhưng mình muốn nhắc với anh em rằng dự án Red được Oda dày công chuẩn bị và giám sát, chả lẽ ông lại thêm thắt những chi tiết lố lăng như vậy. Ngoài ra, đây cũng là bước chuyển có ảnh hưởng đến phần sau của One Piece và là dịp để Oda giới thiệu sức mạnh bằng tóc đỏ. Nên chắc chắn, dù là ngoại truyện, nhưng sức mạnh của Sanji và tương quan với Kizaru sẽ vẫn phản ánh đúng những gì diễn ra trong chính truyện. Và đây cũng chính là lời khẳng định của Oda rằng trình độ của Tứ Hoàng thời đỉnh cao hơn hẳn các Đô Đốc. Haki Bá Vương. Và đây rồi, sự khác biệt lớn nhất của một Tứ Hoàng so với một Đô Đốc không gì khác ngoài Haki Bá Vương. Trừ Sengoku ra, phe hải quân hiện tại chưa tiết lộ bất cứ ai sở hữu thứ này. Mà sức mạnh bá khí này lợi hại ra sao, anh em cũng biết rồi, nên mình không nói nhiều nữa nha. Thử hỏi nếu chỉ dựa vào các trái quỷ thì Đô Đốc có cửa so với Haki Bá Vương hay không? Để mình so sánh cho anh em dễ thấy nha. Bất cứ năng lực nào phe hải quân sở hữu như dung nham, ánh sáng, cây rừng, vân vân, gần như không có tuổi nếu so với năng lực Nika và năng lực bóng tối. Còn nếu so với Sanji thì Haki của anh quá mạnh mẽ đến nỗi lấn át cả trái quỷ nên càng khủng khiếp hơn nữa. À mà các fan Đô Đốc đừng tuyệt vọng, vẫn còn một cửa để Đô Đốc mạnh hơn Tứ Hoàng. Đúng rồi, Tứ Hoàng bất kỳ đấy. Bonus. Và cuối cùng trong video ngày hôm nay là một đống lộn xộn những minh chứng nữa xảy ra trên suốt mạch truyện chứng minh Tứ Hoàng mạnh hơn Đô Đốc. Đầu tiên là việc Tứ Hoàng sẽ mãi là Tứ Hoàng, gần như không ai có thể thay thế. Chỉ những nhân vật đủ sức hạ bệ người đi trước như Dâu Đen và Luffy thì mới chiếm được vị trí này. Bất kỳ là thánh nên bỏ qua. Còn Đô Đốc thì sao? Chỉ với một đợt tuyển quân trong nhân dân hải quân đã có thể chọn ra hai nhân tài lập vào chỗ trống. Thứ hai là vì nếu một Đô Đốc bằng một Tứ Hoàng thì chắc chắn hải quân đã đi dẹp hết cả đại trình từ lâu rồi, chứ không chấp nhận thế cân bằng như hiện tại đâu.
Cuối cùng là thang sức mạnh dựa trên Sa Mô cùng ba chỉ huy quân cách mạng. Ở thánh địa, họ có thể ngang kèo với Hải Đồ Đốc, trong khi Hải Tư Hoàng thì có thể cân năm thanh niên mạnh nhất thế hệ tồi tệ. Anh em nghĩ Sa Mô cùng những người bạn có thể mạnh hơn năm thanh niên trên đỉnh sọ không? Đương nhiên là không rồi, thua xa luôn đấy chứ. Tóm lại, dưới lập trường của một fan trung lập, mình khẳng định rằng một Đô Đốc chả có tuổi gì so với một Tư Hoàng cả, chứ đừng nói đến những huyền thoại thời đỉnh cao. Đó là lý do gáp khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại đây anh em ạ. Tuy nhiên, ở hiện tại, Hải quân cũng có một ngôi sao sáng về sức mạnh, đó chính là Akainu. Hắn có thể đuổi cả băng dâu đen chạy tụt quần và hứa hẹn sẽ đủ sức mạnh đọ tay với các Tứ Hoàng như Sanh hay Luffy trong tương lai. Vậy anh em nghĩ Luffy hiện tại, trình độ Tứ Hoàng, nếu gặp lại Sakazuki 2 năm trước, trình độ một Đô Đốc, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Comment bên dưới cho mình biết nhá. Rồi, và đó cũng là kết thúc cho video hôm nay. Anh em thấy có đồng tình với ý kiến của mình không nào? Cùng nhau thảo luận bên dưới nha. Giờ thì góc comment thẳng tiến thôi. Đầu tiên là bạn trao nhau yêu thương, hóng video của anh mỗi ngày. Đúng là fan siêu cứng, cấp độ vô địch mà, cho lên TV ngay và luôn thôi. Bạn Boa Hàn Cốc, băng mũ rơm là mạnh nhất rồi. Tưởng đâu chiến nhau với Hải quân, vẫn còn thời gian xem YouTube cả. Đúng là xà công chúa của ta. Và cuối cùng là bạn One Piece. Liệu trong tương lai, chính quyền có bắt Garp làm con tin để Luffy và Dragon nộp mình không nhỉ? Khó lắm bạn ạ. Nếu vậy sẽ mang tiếng là vắt chanh bỏ vỏ và sự trung thành trong hải quân sẽ bị lung lay. Bên cạnh đó thì chưa chắc là có thể bắt được ông. Hay sẽ tự tạo cho mình một kẻ thù ấy chứ. Nên thôi, cứ để ông yên bình, làm anh hùng hải quân là ok la nhất. Và anh em đừng quên để lại comment bên dưới video này để có cơ hội lên TV ở trong những số tiếp theo. Nếu chưa ấn like, đừng ngần ngại bỏ ra vài giây làm điều đó giúp bọn mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Wow, thuyền trưởng Sam Soi mở shop mô hình anh em ơi. Tới luôn với những mẫu hot hit giá rẻ như cho. Tất cả ở link vô tả nè. Vô thôi.